Xin chào tất cả các bạn, mình đang ở MyWin Center. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc điện thoại Nokia 515 Dual SIM. Thì như các bạn đã thấy, ở phía ngoài hộp có in hình sản phẩm, tính năng chính và thông số của chiếc máy Nokia 515 Dual SIM này. Thì máy có camera độ phân giải là 5 megapixel, kết nối mạng Wi-Fi 3.5G và hỗ trợ thêm đèn LED flash. Ngoài ra, khi mua máy, chúng ta sẽ được tặng kèm thẻ nhớ 4GB. Và bây giờ, mình sẽ khui hộp. Và đây là chiếc điện thoại Nokia 515 Dual SIM màu đen của chúng ta. Bên trong còn kèm theo một cây mở nắp sau và có hình hướng dẫn ở phía dưới. Bên trong còn có một tài liệu hướng dẫn, một tai nghe, một sạc và pin có dung lượng là 1200 mAh. Về mặt thiết kế, hầu như Nokia rất là chăm chút kỹ cho mặt này. Vì đây là lý do tại sao mà chiếc Nokia 515 Dual SIM của chúng ta có mức giá cao như thế. Nokia đã thiết kế cho 515 vỏ nhôm nguyên khối được phun két hết sức là tinh tế. Đi kèm đó là một màn hình hiển thị bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass 2 trông rất là đẳng cấp và sang trọng. Bên phải, như các bạn đã thấy là nút điều chỉnh âm lượng được thiết kế thanh và nổi. Với camera 5 megapixel tích hợp nhiều tính năng độc đáo, có thể chụp thông qua giọng nói và chụp toàn cảnh. Loa ngoài nằm ở phía dưới của mặt sau máy. Còn cạnh trái thì không có thêm một cái chi tiết nào cả. Phía trên là cổng micro USB với cổng audio 3.5. Ổ cắm để mở nắp nằm ngay ở phía dưới máy. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem cách mở nắp. Với cách mở nắp này thì có phần hơi bất tiện cho việc tháo lắp nắp. Máy sử dụng 2 SIM cùng với pin dung lượng cao cho thời lượng đàm thoại liên tục đến 10 giờ. Khe cắm SIM 1 và 2 và khe cắm thẻ nhớ đều nằm ở phía trên đây. Trong máy có sẵn thẻ nhớ 4GB nhưng có thể hỗ trợ lên đến thẻ 32GB cho các bạn. Nokia 515 trang bị màn hình 2,4 inch với độ phân giải là QVGA 240x320px. Và sử dụng nền tảng Sense 40 với giao diện thân thiện và đầy đủ các chức năng cơ bản dành cho người dùng. Với camera 5 megapixel trở sáng bằng đèn flash LED cho khả năng quay video HD. Nokia cũng tích hợp vào máy các tính năng đi kèm hỗ trợ cho máy ảnh như chụp ảnh chân dung thông qua giọng nói, chụp liên tiếp hoặc là chụp toàn cảnh hay còn gọi là panorama. Còn hơn thế nữa thì Nokia tích hợp các tính năng SLAM kết hợp với Bluetooth giúp máy có thể chia sẻ ảnh và danh bạ với các thiết bị như Windows Phone 8 hay là Android rất là nhanh chóng. Màn hình bao góc siêu bền và hỗ trợ khả năng đọc tốt khi ở ngoài nắng. Có thể nói Nokia 515 Dual SIM phù hợp cho những người dùng ưa ái vẻ hào nhoáng bên ngoài cùng với pin khỏe và không đòi hỏi quá nhiều tính năng. Đợt hàng đầu tiên
hiện chỉ có màu đen. Để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào website của chúng tôi mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.